Chào các bạn! Để hiểu rõ về điểm khác biệt cũng như hiệu quả khi sử dụng sữa Pure-Lact cho trẻ, hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu về một số điểm khác biệt vượt trội của sữa Pure-Lact. Mời các bạn cùng xem! Thứ nhất, về nguồn gốc. Sữa Pure-Lact là dòng sữa bột dành cho trẻ từ 0 đến 36 tháng, được nhập khẩu nguyên hộp từ New Zealand. Sẽ có nhiều người thắc mắc, liệu sữa Pure-Lact nhập khẩu vào Việt Nam có thành phần giống như sữa Pure-Lact tại nội địa và xuất khẩu sang các nước phát triển không? Chúng tôi xin khẳng định là thành phần của sữa Pure-Lact lưu hành tại thị trường Việt Nam giống như thành phần sữa lưu hành tại nội địa và xuất khẩu sang các nước phát triển như Mỹ, Hàn Quốc, v.v. Và điều này được thể hiện trên nhãn các hộp sữa cũng như website của công ty nhập khẩu tại Hàn Quốc và Việt Nam được tích hợp trên website https://pureLactmo.vn. Thứ hai, nhà sản xuất và phân phối sữa Pure-Lact có uy tín không? Sữa Pure-Lact được sản xuất bởi công ty NZ Pure Dairy Products. Đây là công ty hàng đầu về sản xuất sữa của New Zealand. Mà New Zealand như mọi người đã biết là đất nước thuộc top đầu về cung ứng và sản xuất sữa của thế giới. Sữa Pure-Lact được nhập khẩu và phân phối bởi tập đoàn DTEC. Đây là tập đoàn đa ngành được thành lập năm 1991, 30 năm. Với doanh thu trên 1.000 tỷ đồng mỗi năm, DTEC đã có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe và sản phẩm dinh dưỡng. Với thế mạnh về nghiên cứu và hợp tác khoa học với các đối tác trong và ngoài nước, giúp DTEC tạo nên hoặc lựa chọn được những sản phẩm có chất lượng tốt, được người tiêu dùng đánh giá cao. Thứ ba, đâu là điểm nổi bật của sữa Pure-Lact? Sữa Pure-Lact có đầy đủ các dưỡng chất cơ bản, ngoài ra có 3 thành phần đặc biệt mà hầu hết các loại sữa khác không có, hoặc nếu có thì chỉ có 1 hoặc 2 thành phần mà thôi. 3 thành phần nổi bật được mệnh danh là dưỡng chất vàng, đó là chất béo cấu trúc OPO, hệ dưỡng chất synbiotic, kháng thể lactoferrin. Chất béo cấu trúc OPO. Chất béo cấu trúc OPO là chất béo được mô phỏng giống cấu trúc OPO trong sữa mẹ. Chất béo cấu trúc OPO giúp hấp thu tối đa canxi, chất béo, vitamin và khoáng chất, giúp trẻ tránh nguy cơ bị còi xương chậm lớn, đồng thời giúp trẻ tránh bị táo bón, đầy hơi, nôn chớ. Chất béo OPO là một khác biệt của sữa Pure-Lact vì hiện nay hầu hết các loại sữa trên thị trường sử dụng dầu thực vật có cấu trúc POP. Chất béo cấu trúc POP là một trong những nguyên nhân khiến cho trẻ dễ bị táo bón, kém hấp thu canxi, chất béo và các vitamin và khoáng chất, dễ gây cho trẻ tình trạng đầy hơi, khó tiêu, nôn chớ, rối loạn tiêu hóa. Hệ dưỡng chất synbiotic. Synbiotic bao gồm probiotics, lợi khuẩn đường ruột, và prebiotic, chất xơ là thức ăn cho lợi khuẩn. Hệ dưỡng chất synbiotic vừa có lợi khuẩn đường ruột, vừa có chất xơ là thức ăn cho lợi khuẩn, sẽ giúp cho trẻ không chỉ giải quyết vấn đề trước mắt là tiêu hóa tốt, hết biếng ăn, mà còn hình thành nên hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh, ổn định lâu dài, từ đó giúp trẻ ăn ngon và khỏe mạnh. Điểm khác biệt có ý nghĩa quan trọng là lợi khuẩn được bổ sung trong sữa Pure-Lact là Bifidobacterium, là chủng lợi khuẩn có vai trò quan trọng trong hệ vi sinh đường ruột của trẻ từ 0 đến 2 tuổi. Nó giúp trẻ tiêu hóa và hấp thu tốt, đồng thời giúp tăng cường hệ miễn dịch. Và lượng lợi khuẩn Bifidobacterium được bổ sung lên đến 3 triệu CFU 1 gram. Đây là điểm đặc biệt hiếm thấy ở các loại sữa khác. Kháng thể lactoferrin. Lactoferrin là kháng thể miễn dịch có trong sữa mẹ, có xu hướng giảm dần và hết khi trẻ được 9 tháng. Lactoferrin giúp trẻ chống lại các virus vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể bé qua hô hấp, tiêu hóa, tiếp xúc, v.v. Do lactoferrin trong sữa mẹ có xu hướng giảm dần và hết sau khi mẹ sinh bé được 9 tháng, đặc biệt trẻ bị sinh non hoặc thiếu sữa mẹ thì kháng thể lactoferrin sẽ bị thiếu hụt. Đây là một trong những nguyên nhân khiến trẻ hay bị ốm vặt. Kháng thể lactoferrin cũng là thành phần hiếm gặp trong các sữa đang lưu hành trên thị trường hiện nay. Mùi sữa trung tính, không quá thơm, giúp cho trẻ không bị ảnh hưởng quá lớn từ mùi sữa đến các mùi thức ăn khác trong tương lai. Mọi người cũng có thể lưu ý rằng, trong 1.000 ngày đầu đời, trẻ tiếp cận mùi quá đặc trưng, có thể ảnh hưởng đến việc tiếp nhận mùi của các thức ăn khác trong tương lai, theo hướng thích hoặc là không thích. Vị sữa thanh, không quá ngọt, giúp cho trẻ không bị ảnh hưởng đến thói quen sở thích sau này như là thích ngọt, khiến ảnh hưởng đến thể chất nói chung như là tình trạng béo phì.
Mọi người cũng lưu ý rằng, trong 1.000 ngày đầu đời, vị của thức ăn ảnh hưởng rất lớn đến thói quen sở thích của trẻ trong tương lai. Đặc biệt, vị thanh giúp cho trẻ không bỏ sữa mẹ. Sữa mẹ nhạt nếu dùng sữa có vị quá ngọt có thể dẫn đến việc bỏ sữa mẹ. Trường hợp trẻ không bú sữa mẹ thì vị thanh giúp cho trẻ chuyển đổi sữa cho bé dễ dàng hơn. Thứ tư, sữa Biolac sẽ mang lại cho trẻ điều gì? Với thành phần khác biệt vượt trội, sữa Biolac sẽ giúp trẻ tăng trưởng chiều cao và cân nặng, không táo bón, giúp trẻ ăn ngon, không đầy hơi và nôn chớ, giúp trẻ tăng đề kháng, phòng chống virus, tránh ốm vặt, giúp trẻ phát triển trí não, sáng mắt, ngủ ngon hết tràn trọc. Thứ năm, cuối cùng là giá sản phẩm. Tiền nào của nấy là điều mọi người ai cũng biết. Với chất lượng cao cấp vượt trội nên giá bán của Biolac thuộc top đầu tại Việt Nam. Biolac số 1 dành cho trẻ 0 đến 6 tháng giá 955.000 đồng một hộp. Biolac số 2 dành cho trẻ 6 đến 12 tháng giá 935.000 đồng một hộp. Biolac số 3 dành cho trẻ 12 đến 36 tháng giá 935.000 đồng một hộp.